Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bất động sản Việt Nam tăng giá với mức không tưởng. Mới đây, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia chia sẻ, Việt Nam là một trong những thị trường bất động sản có tốc độ tăng trưởng nóng nhất và ngày càng nóng. Một miếng đất 100 mét vuông từ năm 1990 đến giờ vẫn chỉ là 100 mét vuông thôi nhưng giá trị đã khác nhau. Ông nhớ lại thời ông mua một căn nhà liền kề rộng 100 mét vuông vào năm 1990 với giá 56 triệu đồng một mét vuông, tương đương khoảng 5,6 tỷ đồng, nhưng bây giờ căn nhà đó được trả với giá 20 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá bất động sản quá khủng khiếp. Điều này minh chứng rằng từ năm 1990 đến nay, giá vàng tại Việt Nam đã tăng 30 lần và thế giới cũng tăng đúng 30 lần. Trong khi đó, cùng khoảng thời gian này, giá bất động sản tại Mỹ theo khảo sát của chuyên gia tăng 100 lần, còn tại Việt Nam tăng khoảng 100 đến 400 lần. Chuyên gia lấy ví dụ thêm, hai dự án mới ở gần khu đô thị Sipucha Hà Nội đã có giá bán lên tới 280 triệu đồng một mét vuông, khu ngoại giao Đoàn cũng lên tới 100 đến 120 triệu đồng một mét vuông. Theo tạp chí Doanh nhân Thông tin, theo khảo sát của vị này, có hàng nghìn dự án bất động sản đang đắp chiếu. Khoảng 60% trong số này là chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính, còn lại là khó khăn về thủ tục pháp lý. Do đó, theo chuyên gia, tài chính cho thị trường bất động sản là một vấn đề rất quan trọng. Những năm gần đây, thị trường có một nguồn vốn mới là trái phiếu doanh nghiệp. Nhiều tập đoàn lớn đã huy động vốn qua kênh này nhưng do nhiều nguyên nhân mà hiện nay họ đang gặp khó khăn về thanh khoản. Từ đầu năm đến nay, nhóm bất động sản phát hành được vài nghìn tỷ. Theo ông Nghĩa, điều này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ông Nghĩa nhận định, liên quan đến gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, chúng ta nên quên nó đi. Bởi đây là gói tín dụng do 4 ngân hàng quốc doanh đề xuất để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, họ không có trách nhiệm phải cung cấp vốn cho thị trường. Thay vào đó, các doanh nghiệp phải tự thu xếp nguồn vốn, nếu có ưu đãi thì nên là chính phủ đứng ra làm. Tôi cho rằng phải thiết kế một gói mới bên cạnh gói này và chính phủ cần phải có một chiến lược tài chính nhà ở thực sự. Cũng theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, ở thời điểm hiện tại không thể tin tưởng rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể vực dậy thị trường bất động sản bởi khối lượng phát hành từ đầu năm đến nay chỉ khoảng vài nghìn tỷ. Theo tính toán của chuyên gia, thị trường địa ốc mỗi năm cần ít nhất 70.000 đến 90.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Như vậy, vẫn phải trông cậy vào tín dụng ngân hàng, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ thì một mình tín dụng không gánh nổi, nhất là vấn đề liên quan đến lãi suất. Ngoài ra là các vấn đề liên quan đến pháp lý dự án, dù chính phủ đã thành lập tổ công tác đặc biệt và gặp gỡ các doanh nghiệp để trao đổi nhưng theo chuyên gia, cách này chưa thực sự hiệu quả. Thay vào đó, cách xử lý tốt nhất là nhằm vào các dự án đang có vướng mắc về thủ tục và tài chính mà có thể gỡ được nhanh. Tức là cần đến thực tế dự án để cùng chính quyền địa phương gỡ vướng. Tôi cho rằng chính phủ đứng ra phát hành trái phiếu là tốt nhất. Khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp không chỉ có ở Việt Nam, ở một số nước chính phủ còn thành lập quỹ cứu trợ trái phiếu, tức là doanh nghiệp phát hành trái phiếu mà không có khả năng thanh toán. Nghĩa là chính phủ sẽ mua lại, khi doanh nghiệp phục hồi, chính phủ bán trái phiếu ra và có lời. Tại Việt Nam, hiện năng lực phát hành trái phiếu của chính phủ rất tốt, các nhà đầu tư quốc tế mua rất nhiều. Do đó, đề xuất phát hành trái phiếu chính phủ để có nguồn vốn hỗ trợ nhà ở xã hội là một phương án rất hay và nên làm, chuyên gia nêu quan điểm. Bất động sản nhiều nơi tăng giá vô căn cứ. Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VAS) vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản quý I và dự báo quý II năm 2024. Và thông tin nổi bật trong báo cáo này là thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng 10 đến 20%. Tuy nhiên, thị trường cũng ghi nhận một số khu vực có hiện tượng tăng giá vô căn cứ. Hội môi giới cảnh báo cần hết sức lưu ý để tránh hình thành các cơn sốt ảo, gây nguy cơ mất an toàn khi thị trường còn đang trong tiến trình hồi phục. Về giao dịch, trong quý ghi nhận có 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4 năm 2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4 năm 2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án căn hộ chung cư có giá dưới 50 triệu đồng trên mét vuông gần như ra là hết, trong khi các dự án căn hộ chung cư ở phân khúc hạng sang có độ hấp thu chậm hơn. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư giao dịch rất nhộn nhịp. Về giá bán sơ cấp tiếp tục duy trì xu hướng ổn định với mức tăng khoảng 2-3% so với quý trước. Các dự án thấp tầng, đất nền mới ra có mức giá khá hợp lý, trong khi đó phân khúc căn hộ vẫn giữ được xu hướng tăng giá. Các giai đoạn tiếp theo của dự án căn hộ chung cư có giá bán tăng từ 10% đến 20% theo kế hoạch. Về tình hình phân khúc đất nền, thông tin của VAS cho thấy nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng đột biến, nhất là những lô đất đã tách thửa. Xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi săn đất ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao. Mức giá giao dịch thành công ở phân khúc này giảm từ 20 đến 30% so với đỉnh sốt, nhưng đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá. So với quý 4 năm 2023, giá đã tăng khoảng 5%.
thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đón nhận 9.970 sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng mở bán trong quý 1. Trong đó, hơn 97% là hàng tồn kho của các dự án mở bán trước đó, chỉ có 5 dự án mở bán mới, đưa ra thị trường 326 sản phẩm, giảm 64% so với quý trước và giảm 60% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, các chủ thể trên thị trường từ doanh nghiệp, môi giới đến khách hàng, nhà đầu tư đã có sự chuyển biến tích cực về tâm lý. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp, thị trường ghi nhận 1.035 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ 2023 và gấp 2,3 lần so với quý 4 năm 2023. Thị trường cũng có thêm 921 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 98% cùng kỳ. Trong khi đó, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ có 331 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với quý 1 năm 2023. Hiện 70% chủ đầu tư có sản phẩm đủ điều kiện mở bán cũng đã sẵn sàng bung hàng. Riêng các chủ đầu tư dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng hầu hết vẫn chưa theo kịp tiến trình hồi phục của thị trường, do phân khúc này còn hẹp đường tái xuất. Đối với môi giới bất động sản, đã có 20-30% môi giới rời thị trường trong thời gian trước quyết định quay trở lại. 30-40% môi giới cho biết sẽ tái nhập cuộc trong quý 2 năm 2024 khi các tín hiệu phục hồi của thị trường rõ nét hơn nữa. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VAS khẳng định hiện thị trường bất động sản đã khá đủ các yếu tố sẵn sàng làm bệ phóng cho tiến trình phục hồi. Đó là sự hậu thuẫn từ phía thượng tầng, các căn cứ bản lề từ 3 bộ luật có tầm ảnh hưởng nhất tới thị trường. Sự quyết tâm của chủ thể, niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư ngày càng được củng cố. Còn theo bà Nguyễn Thị Miền, Phó trưởng Ban xúc tiến đầu tư VAS, khách hàng, nhà đầu tư, sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, nhóm đối tượng này đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường. Tuy nhiên, sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn. Thay vì quyết định xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, các khách hàng, nhà đầu tư sẵn sàng dành thời gian, chi phí để kiểm tra pháp lý và khảo sát thực địa thật kỹ trước khi quyết định. Điều này cũng phần nào khiến thời gian trung bình để chốt một deal của môi giới bất động sản kéo dài hơn, bà Miền cho hay. Cùng diễn biến với những giao dịch ảo, sốt ảo bất động sản thời gian qua cũng được minh chứng bởi giá giao bán bất động sản ở hầu hết các phân khúc đều bị đẩy lên cao nhưng tại nhiều phòng công chứng ở Hà Nội, giao dịch thực tế không tăng mạnh. Đại diện một văn phòng công chứng tại quận Cầu Giấy cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trung bình một ngày, công chứng khoảng 3 hồ sơ chuyển nhượng. Thị trường bất động sản không sôi động như đồn thổi. Bà Từ Thị Kim Ngọc, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Hoài Đức, Hà Nội, cho biết giao dịch chuyển nhượng tại khu vực này qua văn phòng không tăng và chủ yếu người dân đến làm giao dịch đảm bảo. Ông Đặng Ngọc Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho biết giao dịch chung cư sang tên sổ đỏ tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội từ sau Tết Nguyên đán đến nay ít, thậm chí giảm hơn so với cuối năm 2023. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.